phim hoạt hình Hèo Cowboy. Dù cho mắt đất tách ra thì vẫn có tôi ở đây đưa cánh tay. Nỗi buồn đàn đến ta cùng nghiên chiến cả bay nơi áo lò này. Hãy nhớ đến tên tôi ngày khi cần nhé, vì tụi mình cùng một phê. Tình bạn là khoảnh khắc vui buồn dạo ở đâu, mình luôn luôn có nhau. Mỗi giờ mỗi phút không thể phai dấu hình dung ở trong đầu. Bạn bè là như thế mà, là người thân quen chứ đâu xa lạ. Tập 2, biệt đội siêu nhân đỏ. Bông hoa nho nhỏ siêu nhân đỏ, tôi muốn làm siêu nhân đỏ, chuyên gia trừ gian diệt bạo, giải cứu thế giới rồi đó. Chú chú chú. Tôi cũng muốn làm siêu nhân đỏ. Ông tài lanh như vậy, làm siêu nhân xanh đi Leo. Mấy ông dẹp đi, tôi mới chính là siêu nhân đỏ. Mấy ông hợp với siêu nhân hồng hơn á. Tính ra Sa là con gái luôn á, mà đòi làm siêu nhân đỏ. Rồi sao? Ông có muốn mình cứu đầu không Leo? Thôi thôi. Vậy sao cả đám tụi mình không làm siêu nhân đỏ đi mọi người? Mắc gì phải khác màu nhau vậy? Nhưng mà phải đủ 5 màu mới chuẩn chứ Bin. Chỉ cần được làm siêu nhân thôi là cũng vui rồi, đâu cần phân biệt màu sắc gì đâu. Đúng rồi đó, chỉ cần được làm siêu nhân thôi là vui lắm rồi. Để mình giúp các bạn. Đây là trang phục siêu nhân cowboy. Mọi người hãy nghe tôi giải thích nè. Bộ đồ này có tác dụng như sau. Trời ơi, trật tự. Không là tôi thu hồi lại nha. Vừa mới hứa sẽ ngoan không phá phách luôn á. Khi mặc áo này vào rồi, mọi người sẽ có siêu sức mạnh và siêu tốc độ. Nhưng chỉ được dùng để làm việc tốt thôi nha. Nếu không sẽ rất nhanh bị đói bụng đó. Trong phim siêu nhân toàn chiến đấu với quái vật và kẻ phản diện không à. Mà tính ra trong xóm mình không có kẻ phản diện luôn á. Nhìn cái gì? Muốn tôi cứu đậu không hả? Những người tên Lý Xà không bao giờ là người xấu được, biết chưa? Thôi bỏ đi, vậy giờ phải làm việc tốt làm sao nếu không có kẻ xấu hả Heo Cao Bội? Rồi nè, làm việc tốt dễ lắm. Ở đây ghi là phải có ý thức tốt. Nếu thấy rác bừa bãi trên đường thì nhặt bỏ vào thùng rác. Tính ra ở đây không có miếng rác nào luôn á. Ê, nhưng mà sáng nay tôi thấy ở nhà có một túi rác siêu to khổng lồ, để tôi về lấy. Wow, good job, amazing bro. Ủa, ba nó ơi, đống ve chai tôi để ngay tính đem bán đâu mất tiêu rồi. Có rác rồi, giờ phải ném lung tung ra rồi đi nhặt về, có đúng không Heo Cao Bội? Ủa, mà có gì đó sai sai. Sao mà sai được? Nếu không thì làm siêu nhân kiểu gì bây giờ? Heo Cao Bội ơi, ông xả đống rác này ra đường đi, tụi tôi dọn lẹ mà còn làm cái khác nữa. Yeah, vậy là tụi mình đã hoàn thành việc tốt đầu tiên rồi. Tiếp theo phải làm gì đây? Để tôi coi nha. Tiếp theo mình có thể dẫn người già qua đường đó mọi người. Vậy giờ mình đi truy lùng người già thôi mọi người. Trời ơi, sao bữa nay rác nhiều dữ vậy? Nặng muốn xỉu, làm sao khiêng nổi đây trời. Dạ con xin lỗi ạ. Phát hiện một cụ già cần sáng đồ, tóm lấy cụ thôi biết. Cụ rồi. Dạ cụ không cần cảm ơn tụi con đâu, đây là những siêu nhân phải làm mà. Trời đất ơi, mấy cái đứa quỷ này, bà đang đứng chờ xe buýt mà. Điều tốt tiếp theo nên làm là giúp đỡ người khác khi mang vác nặng. Phải cả trường, hai đứa này đang làm cái gì vậy hả? Ủa, anh có sao không? Sao mặt anh nhăn dữ dọ? Sao anh run dữ dọ? Sao anh không nói gì hết? Anh ổn không? Hay em tặng anh một bài thơ nha. Chắc anh xúc động không nói nên lời á. Thôi, bye bye anh nha. Sao rồi? Mọi người thấy làm siêu nhân vui chứ? Ồ,
Tôi thấy cũng bình thường, không ngầu giống trong phim gì hết. Mà sao đói bụng quá à? Đúng rồi, đói muốn xỉu ngang luôn. Mình nói từ đầu rồi, nếu không làm việc tốt đúng nghĩa thì sẽ rất mau bị đói bụng đó. Ủa, vậy là tụi mình làm việc tốt dữ chưa? Mà tôi có đem theo xúc xích heo cao bồi nè, mọi người muốn ăn không? Có. Tôi muốn ăn thử vị tôm dâm mới, hôm qua tôi ăn vị cô la rồi. Vị sô-cô-la cũng dính lắm luôn à. Ý, ba quên bấm nút nồi cơm rồi. Bin, lo tắm rửa, chuẩn bị 30 phút nữa ăn cơm nè. Chết rồi, hồi chiều ba quên bấm nút nồi cơm rồi. Những lúc như thế này, chỉ cần nở một nụ cười thiệt tươi. Ba yên tâm, nãy con bấm giúp ba rồi, ba đừng lo nha. Mèn ơi, Bin đã giải cứu bữa cơm của cả nhà rồi đó. Bin đúng là siêu nhân của ba mà. Đâu phải siêu nhân nào cũng phải mặc áo choàng đâu. Phô Mai gọi tôm giùm, đã tìm ra được nơi ẩn nấp của tên trộm. Snack dinh dưỡng các bạn nhé.